tất cả mọi người. Tôi là sinh viên báo chí năm cuối và tôi có một đề tài luận văn tốt nghiệp. Tôi chọn đề tài đó là lô tô. Nhiều người thắc mắc hỏi sao tôi không chọn một đề tài khác mà lại chọn là lô tô. Đơn giản vì tôi thích. Sau thời gian nghiên cứu, từ thích trở thành yêu, và chàng trai báo chí mang tên Trần Văn Phi giờ đã trở thành cô đào hát lô tô mang tên người đẹp Phi Phi. Trời ơi, nắng gì mà nắng dữ vậy trời. Bê đê đâu hết trời. Ra tập tuồng nè mấy má ơi. Ra tập tuồng cưng ơi. Em đâu biết gì đâu tập chị. Đi chạy qua đây nè, chạy qua đây đi. Rồi rồi rồi, chạy ngược lại bên này cho chị luôn. Rồi chạy ngược lại bên đây một cái nữa. Rồi đứng im ở đây đi. Đứng im ở đây giùm chị đi. Rồi em đóng vai điệp nha. Rồi rồi rồi. Anh điệp là móc tiền trong túi ra liền, đừng có chậm trễ. Nhiều nhiều. 5 đồng 3. 5 đồng 3. 6 đồng rưỡi. 6 đồng rưỡi. 9 đồng 1. 9 đồng 1. Sổ hồng. Sổ hồng luôn hả? BD nó hay chu lắm, chu đi má. Sổ hồng. Chìa khóa xe. Chìa khóa xe. Cầm dây chuyền trên cổ kìa, tháo ra chu luôn đi. Nhiều vậy? Chu đi. Lẹ đi. Cái này Lan goodbye được. Điệp. Goodbye anh Điệp. Điệp see you again đi. See you again Lan. Cái gì? Cái gì vậy? Hả? Cái gì mà tao nằm ở trong tao nghe, tao đang ngủ dầu tóc nè. Mà tao nghe cái gì mà tuồng gì mà see you again. Tuồng cải lương của người ta mà see you again rồi goodbye là vậy? Chị Lan. Cái gì? Tính tối nay diễn cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu của mình nè. Rồi đóng tuồng gì? Chích đoạn Lan và Điệp thời 4.0. Trời đất ơi. Đúng rồi, rồi bây giờ vậy? Mình phải tân tiến lên chứ mình đâu có thể nào mà đóng cái tuồng như xưa sửa được. Đâu có được. Mình phải đổi mới lên chị. Không, không, đâu có được em. Trời ơi, cái tuồng kinh điển của người ta mà tụi em đổi mới, tụi em bày vẽ, tụi em thêm tiếng Anh vô tiếng ta này kia tùm lum tà la hết trơn, sao mà được em. Đâu, đây nè, con nít nè, đó thấy không? Con nhỏ mới nè, tự nhiên bây giờ mấy đứa lớn ở trong đoàn không có nói cho con nhỏ noi gương theo mà làm cái gì tào lao bắt đế không hả? Sao? Bà tôn vinh đó hả? Thì mới mén mỏng mà má ơi. Đến quỷ à. Măng mới mọc mà bà làm quá. Trời ơi trời. Mà nãy giờ tôi nghe bà nói không à. Người ta tập tuồng cái bà đi chổng bà ngủ. Sao bà làm được rồi? Trời ơi. Trời ơi. Nói nghe nè, chị là cái gì? Trưởng đoàn. Trời, chị là trưởng đoàn nguyên một cái đoàn này nè. Trời, nghĩ sao vậy cưng? Trứng mà rồi không hơn dịch hả cưng? Đây nè. À, đóng tuồng gì, tuồng gì? Lan và Điệp. Lan và Điệp đúng không? Coi chị chỗ tài nè. Chị đóng cái lớp vô lớp tâm lý luôn đây. Lớp cuối con Lan chết. Ờ, lớp cuối đó đó. Rồi bà đóng vai gì? Chị đóng vai Lan. Ai đóng vai Điệp? Thôi con này không được. Cưng đi. Cưng. Thôi, em không thuộc. Đóng vai Điệp cho chị. Em không thuộc. Bình tĩnh, không có sao chứ. Kêu một chữ Lan là được. Rồi, đi rồi, qua rồi, đây rồi, đóng với chị. Đơn giản lắm cưng, cái tuần này đơn giản lắm. Rồi bắt đầu nha. 2, 3, lớp. Cưng ơi, cái tuần tâm lý á nhẹ nhàng thôi. Rồi, đúng không? Rồi, làm lại. Trời ơi nè, vô. Lan. Bạch thầy. Ủa là sao? Bạch thầy là hàng điệp giả ông thầy đi vô gặp Lan làm cối. Bạch thầy, con không phải là vũ khắc điệp mà con tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì giờ đức đoàn mạnh tư lòng tìm với nhung nhiều. Chị Lan ơi. Bà Lan. Ông mà Lan vừa nỗi khổ sầu của mối tình bi ai. Tình đã xa tớ đã nhớ
Chị ơi, chị Lan. Trời ơi, chết rồi. Cô Lan chết rồi hả trời? Biết luôn. Cái dòng nào vậy bà Lan? Bạn của bà hả? Ủa cái gì vậy bay? Đâu biết gì đâu. Cái gì vậy? Ê, sao đi đắp chiếu quá vậy? Trời ơi, cái gì xui xẻo vậy? Tại vì nghe nó hát tưởng là bà chết tôi mới đắp chiếu. Trời ơi, khùng điên, tự nhiên người ta đang tập tụng đi cứu hát rồi ra đắp chiếu người ta hả? Đâu có được. Đâu lao không à? Đó, mới làm nó thấy rõ ràng không? Trời ơi, hai má ơi. Cũng bà vẽ ra bà đòi đóng Lan và Điệp. Rồi nó đóng Điệp nó hát được câu nào chưa? Em chưa hát được câu nào luôn. Chưa có hát được một chữ nào. Ủa? Là nãy chưa cười chưa hát câu nào hả? Ủa luôn. Sống vô. Vậy thì hai bên quỳ xuống. Bà cũng hát không? Bà không cho nó hát. Thái Bình cũng bà, Võ Tắc Thiên cũng bà. Gọi nó làm cái dạy gì? Chưa hát luôn. Ủa? Vẫn chưa được hát. Ủa không hát hả? Ủa sao cái khúc Thái Bình cũng không vô? Không vô luôn hả? Thôi vậy thì tiếc hiểu. Có dạy rồi, có dạy rồi, có dạy rồi. Đem tiếc hiểu cho bác trường sử trả. Có dài. Chết. Trời ơi, mẹ ơi, xin mẹ hãy dừng ngay an lên. Trời ơi, tôi chảy tuồng rồi hả trời? Chém tiết hiệu chết rồi hả? Mà hãy chém là chết, mà chết thì còn đêm nay sáng ngày mai chôn. Thiệu có linh thiêng, Thiệu về đây kéo nguyên cái đoàn xuống Diêm Vương. Trời ơi, cái gì vậy? Mày ở đơn vị nào mà vô đoàn tao? Đơn vị gì? Hả? Vô đây quậy phá tao chù ẻo tao hả gì? Chù ẻo cái gì má ơi, hồi nãy giờ tôi núp ở bên đây nè. Tôi thấy ở trong đây đóng cái cảnh gì chết chết tôi mới chạy vô tôi hát. Chứ có gì đâu. Ai? Mày là ai? Nếu các người đã thành thật muốn biết thì chị xin thành thật trả lời. Tôi tên thiệt là Nguyễn Thị Đề. Hiện tại bây giờ tôi làm sale bên dịch vụ mai táng chạy hòm Công Thọ. Bên tôi có rất là nhiều dịch vụ khuyến mãi. Chẳng hạn như bật nắp quan tài, chúng ngay cái áo quan. Chưa hết đâu, hiện tại bây giờ tôi còn có thêm một cái vụ bắt gen nữa là xé túi mù bất ngờ nhận nguyên cái bàn thờ. Cái gen này em biết. Xé túi mù liền tay, chúng ngay cái đội kèn tay. Đúng đơn. Cái gì trong đoàn đâu vậy? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Chị bình tĩnh đi, em nói chị nghe nè. Em thấy chị tội nghiệp, bữa nay chị thi cho nên em tặng cho chị thêm một cái khuyến mãi nữa. Mày mất có dùng dịch vụ em cho chị cái hào quang bảy màu chiếu. Đi không? Má này sao quạo vậy trời, hôm nay thi chung kết mà quạo ghê chán má này. Lát cô Hương trừ điểm còn số 0 giùm con. Trời ơi, tao phỏng một cái bây giờ tin không? Bình tĩnh, đứng vô đó, đứng sát vô. Em thấy mấy chị em trong đoàn lô tô quá cực khổ, em tội nghiệp quá à, cho nên là mai mốt mà có chết nói em tặng cho dịch vụ hốt cốt. Trời ơi, 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 trời ơ
Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Nhưng mà tao lao dễ sợ luôn vậy đó. Chị nhưng mà thôi đi. Bà Lan. Cái gì? Bà là một trưởng đoàn mà người ta vô đoàn bà không biết. Bà phải. Không xứng đáng là một nhà lãnh đạo. Bà ức hiếp nhân viên. Bà chèn ép nó không cho nó ăn. Tôi tự tội bà. Chị Lan. Ôi trời ơi. Chị biết lỗi rồi. Chị tin chắc rằng chị sẽ cùng em làm được đây. Nè, em làm với chị. Em làm với chị. Vậy đi. Ai lên đó. Có ngăn mũi sao quanh ta bao nhiêu là dòng pha. Chân ta đi băng qua ngàn mỗi đau. Đôi ta trở về nơi vực sâu. Rồi họ vẫn đưa. Chị làm được rồi. Chị làm được rồi. Chị làm được rồi. Nhưng mà tụi em đang làm cái gì ở trong đoàn của chị? Hồi nãy giờ tụi bay đang làm gì trong đoàn tao? Em đại lý phân phối bánh Sugar Town. Trời ơi. Tôi chi nhánh bán lẻ. Trời ơi là trời. Bây giờ đem đại lý của mày chị Khương vô đây luôn rồi đó hả? Thánh thần ơi, đi ra đó dẹp hết đi. Chen chút chi gì mà tùm lum tà la hết trơn á. Hỏi mày thôi nè, nó nghe nè. Cái gì? Cái gì đâu nãy giờ chán chị quá. Chán gì? Võ Tắc Thiên Thái Bình công chúa bà cũng giành hát. Lan và Điệp bà cũng giành hát. Rồi rốt cuộc thằng Phi nó hát cái gì? Đúng thôi. Rồi mọi người đừng có trách chị Lan nữa. Cái này sở trường của chị Lan mà. Bây giờ em làm nó có làm được đâu. Mỗi người đều có một sở trường riêng. Hồi nãy là sở trường của chị Lan, còn bây giờ là sở trường của em nè. Nhạc tình em nay lên lên nè lại gần anh không vân vân. Em mời anh đến đây cùng anh bên nhau tay nắm khi hoàn hôn. Ngàn nụ hồng anh trao cho em, đừng về một mình cô đơn ai xem. Bóng trăng dần mờ che lối, có em người cùng chung đôi. Như là đây, như là đây phút giây mong chờ. Như là thơ, như là mơ, tựa như lúc ta đang ngẩn ngơ. Bao ngày qua đưa bàn tay đánh dịu em, ta cùng nhau đến nơi hoa mộng kỳ hoàn hôn. Chim dân cũng là điều anh muốn. Anh muốn bên nàn kỳ hoàn hôn đến tan màn đêm. Đêm nay ta có nhau trao về nhau phút giây ban đầu. Cùng kiều vũ của tân cô nồng say và đời đẹp lắm. Mây phiêu bồng bay chim vào bài nhạc tình em mãi. Một lần đã chọn gì cũng sai, cùng vui hết đêm đây.
giản. Có gì đâu khó. Trời ơi, khoan đi. Ơi là tao nói mày nghe nè, bữa nay mày thi chung kết mà mày làm cái mà mày ở chặn kỳ quá, mày ơi bắt lại cho mày. Trời ơi, chán ghê. Ủa? Hồi nãy là giờ ở chặn luôn á hả? Đâu có đâu. Tại nó mà. Trời ơi. Trời ơi. Đồ lô tao đập mất kim. Có kim. Có kim. Trời ơi, chị giấu nhanh lắm. Nói nghe nè, bà Lan ơi. Giấu cũng nhanh. Bà thiết gì đâu mà kỳ cục quá hả? Tôi thấy nó chọn vô cái tắt rồi, còn bà làm gì mà không tắt như vậy, mẹ mới ghê quá đi. Chị nói ra mắc cỡ, chị chưa có học tới đó. Qua đây để chị mặc cái áo vô cho con, để nó lạnh cái nách cương đó. Rồi. Mặc áo vô đi con. Đi rồi. Đàng hoàng. Trời ơi, quay vô má ơi. Con này nó kỳ cục vậy trời. Con này nó bà kỳ quá trời. Lần đầu tiên. Rồi. Cương ơi. Lần đầu tiên con nhỏ giả lộ, nó hơi bị lúng túng chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà thôi đi. Đi đem dẹp vô hết đi, làm gì nãy giờ đây vậy? Vô, chuẩn bị lên diễn đi. Một cũng bà, hai cũng bà. Đúng rồi. Lưng tà la, chán dễ sợ. Vô vô cũng học bà. Vô đi. Tùm lum tà la hết trơn rồi kìa. Trời ơi. Rồi Phi ơi. Em này chị, em nè. Chị nói nghe nè. Sao chị? Đưa cho chị cái lồng cầu hồi sáng chị kêu con đi sửa. Rồi giờ để tối nay mình lên mình diễn bằng cái lồng cầu đó đó. Em bỏ rồi. Cái gì? Em bỏ rồi. Cái lồng cầu nó của mẹ em đem ra ngoài tiệm, người ta nó hư hết trơn đâu còn chỗ sửa đâu. Cái gì tự nhiên sao em bỏ cái lồng cầu của chị? Làm sao em? Hôm nay chị giữ với em có gì? Giữ cái gì? Bây giờ chị nè. Bây giờ bỏ cái lồng cầu ở đâu? Đi theo chị lấy cái lồng cầu về cho chị nhanh lên. Trời ơi! Đó kìa. Bà này á. Tục tưng. Trời ơi, cục vàng của chị đây nè. Trời ơi, cái lồng cầu này chị quý lắm đó em, sao mà bỏ được. Con bé này giỡn chọc chị hoài nha. Đó rồi, đây nè, để chị nói cho nghe. Sao chị? Cái lồng cầu này là ân nhân của chị đó cưng. Trời ơi, ân nhân gì chị ơi, cũng hết trơn đâu còn gì đâu ân. Cái đồ làm nghề linh thiêng của chị không có được nói bậy bạ, Phương đúng biết nói lại. Em nghe mùi xăng không vậy trời? Tao kêu là Phương bên kia kìa. Xin lỗi đi chị. Trời ơi, kiểu gì nó làm đó. Đây nói nghe nè. Dạ. Đây là cái ân nhân của chị nè. Đi lên đây chị kể cho nghe. Rồi. Nhiều chuyện lắm. Sao chị? Trời ơi. Cái bài trước con để nước quá cưng ơi. Trời, nó muốn hại mình hay gì hả chị ơi? Hại mình hay gì hả chị ơi? Chị ngồi xuống chắc ướt nhẹp quá. Thôi kể đi ha. Rồi. Đây nè. Sao để chị kể cho nghe. Biết sao không? Cái lúc á mà chị bằng tuổi của cưng á, chị có đi theo một cái đoàn lô tô. Dạ. Mà lúc đó chị mê hát lắm em. Tự nhiên đi theo á, cái mình mê trong người, mình có nghệ thuật sẵn hay sao, mình mê gừng gực lên. Cái nhưng mà chị đâu có được lên hát, chị bán vé ở dưới. Cái lâu lâu cũng được lên sân khấu nhưng mà quay lòng cầu không à. Chắc tại chị xấu. Ai em giỡn. Giỡn trời. Giỡn cái gì mà kỳ cục vậy trời. Chị xấu nhưng mà chị có duyên. Con bé khéo nói chuyện dễ sợ. Rồi chị làm một thời gian em. Sao chị dành dụm một đống tiền vậy nè. Dạ. Chị dành dụm nguyên một đống tiền luôn. Dạ, chị mở đoàn. Không, chị mua cái lồng cầu. Chị mua cái lồng cầu xong chị mở đoàn. Không, chị đi lấy vợ. Ủa, là sao chị? Bất ngờ đúng không? Trời, không những em bất ngờ mà tất cả mọi người ở đây ai cũng bất ngờ đúng không ạ? Chuyện đời mà cưng, nhiều khi mình cũng không nói được đâu. Chứ bây giờ chị hỏi cưng nè. Dạ. Ba mẹ chị á bắt chị về lấy vợ, mà nếu như chị không lấy á, cái ba mẹ chị tự giận chết. Vậy theo cưng á là chị có nên lấy không? Lấy chứ, phải lấy, vì chữ hiếu mà cưng. Nhưng rồi cuối cùng thì chuyện gì nè, chớ chiêu lắm, sao lấy vợ được, bể bình hết trơn à. Xong cái chị đành bất hiếu, từ bỏ gia đình mà đi. Nhưng mà ngày chị đi á, chị chỉ có đem đúng cái lồng cầu này theo thôi. Rồi cái lồng cầu này nè, nuôi chị. Rồi chị có một cơ ngơi như thế này, nuôi luôn cả tất cả chị em trong đoàn nữa. Đặc dạ. biệt nhất là nuôi dưỡng cái ước mơ nghệ thuật của chị. Bởi vậy á, cái lồng cầu này nè là người bạn, là tri kỷ của chị đó em. Cuộc đời của chị hấp dẫn quá ha. Đúng rồi, bi đát lắm. Ủa nhưng mà thôi đi. Sao tự nhiên em hỏi chuyện chị không vậy? Trời ơi, chứ em có gì đâu. Không có gì hết trơn hả?
Mà nói nghe nè. Ủa? Mới đầu vô đoàn tôi ha, nói á là làm báo chí, báo cáo cái gì đó, để lên nộp cái gì đó, học hành cái gì đó tôi không biết. Tự nhiên cái một thời gian cái tượng trai cái giờ chuyển thành gái. Rồi coi kìa, tóc dài ha, mặt đầm ha, trang điểm ha. Trời ơi trời, chị nhìn cưng á, cái chị nhớ tới thanh xuân của chị dễ sợ. Hồi xưa á, cái thời mà chị bằng cưng, tuổi cưng y chang vậy nè. Rồi sao chị? Chị giả đến con gái á, đẹp y chang cưng vậy đó. Là bữa sau này em giống chị hả? Ờ. Thôi vậy thôi em không giả lụa đâu. Ê ê, sao mày kỳ thị sắc đẹp của tao quá vậy? Chà chà, em giỡn, giỡn. Thôi, cái gì mà kỳ cục vậy? Em giỡn mà. Thôi đi. Sao chị? Ôi trời đất ơi, nói chuyện với em đi, trời cũng tối rồi em ơi. Ờ, khách vô luôn rồi kìa. Rồi rồi rồi. Đi vô sửa soạn là dạ, chị. Dạ 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 chị. Nói nghe nè, nói nghe. Sao chị? Tối nay không bán vé lên trên sân khấu. Lại được hát? Không. Quay lòng cầu. Trời má. Dạ. Lên hát đi, tối nay lên hát. Rồi rồi. Rồi chuẩn bị đồ đạc cái diễn nè. Trời ơi, má này làm vô chịu, người ta diễn đây còn có đêm nữa người ta đi gì đó má. Đó là mày thích thì mày coi đi, tao đi về không có coi. Ê ê, mà nhắc tụi mới nhớ nghe. Cái gì vậy? Bữa kia tôi đi coi lô tô ở đây, tôi thấy thằng là BD nào đó, tôi dám thằng Phi coi mà lắm má. Trời ơi, bán cho cái mỏ mày bây giờ nghe chưa? Con tao là dân có ăn có học nha. Nó là nhà báo tương lai, mày nghĩ sao nó ở chỗ này hả? Má ơi, nhà báo tương lai là bà đi cái năm giờ thôi, lỡ tới đây lên đi. Trời ơi, tao đi ăn. Trời ơi, bà coi nè, bà coi nói nè, tôi lên. Ê ê ê, bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Con, áo cam, áo cam. Ở đây cô biểu coi công nhận dễ thương có sức không ha. Ê, dễ thương dễ sợ luôn mà coi đó ha. Phi. Dạ. Mày làm cái gì ở đây vậy hả? Trời ơi. Chị mày làm cái gì vậy? Làm giả đánh Phi Phi kìa. Đi về. Chị ơi, chị cho em xin lỗi con. Xin cáo lỗi với quý bà con hôm nay nha. Đoàn chúng tôi có chuyện đột xuất nên mong quý bà con vào đêm mai chúng tôi sẽ bù lại hôn hôm nay cho tôi ốp sớm nha quý bà con. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh chị nha. Mời đi nha anh. Dạ rồi. Chào bà. Dạo này bà khỏe chứ? Chào ông Nguyễn Hoàng Diệt. À không, với cái hình hài này thì tôi phải gọi là chào bà. Bà Nguyễn Hoàng Diệt. Ê, qua đi. Đàn bà nào mà tên Nguyễn Hoàng Diệt, thưa bà. Bà này là bà Lan. Bà Lan có G, trưởng đoàn ở đây nè. À thì ra là bà Lan hả? Bà Lan hay ông Diệt gì á thì con hóa thành cho tôi cũng nhận ra mà. Trời ơi, thôi bây giờ chuyện của bà giải quyết đi. Tôi không có biết gì nữa hết, trời ơi. Con khùng. Là mẹ với chị Lan quen nhau hả mẹ? Mẹ rành nữa là khác. Ông Diệt, ông hỏi tôi có khỏe không hả? Tôi khỏe lắm. Còn ông, sao vậy? Hả? Cuộc đời của ông đã không bình thường rồi. Ông là BD bóng gió. Ông trôi sông lạc chợ. Ông nhìn ông đi, có giống con người không? Hả? Ông sống một mình cuộc đời của ông không được hay sao? Mà ông lại dụ dỗ gũ ghê con trai của tôi vậy hả? Thì ra bà có gia đình mới, cũng xin chúc mừng bà. Sao tôi dám? Kết hôn hả? Gia đình hạnh phúc hả?
Những cái từ đó nó ám ảnh cả cuộc đời tôi nè ông Việt. Làm sao tôi dám lấy ai nữa ông Việt? Tôi nhớ cái ngày mà ông đem chầu cao qua dạm hỏi tôi. Tôi nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng mà tôi đâu có về. Tôi chỉ là bức bình phong để ba mẹ ông che giấu cái sự bệnh hoạn đồng tính của ông thôi. Tôi biết một ngày nào đó ông cũng bỏ tôi mà đi. Nhưng mà tôi không ngờ cái ngày ông đi thì tôi phát hiện ra mình đã có thai. Làm sao tôi sống ở quê được không chị? Mặt mũi nào tôi ở quê được không chị? Tôi phải bỏ xứ ra đi. Là sao mẹ? Một mình tôi nuôi thì Phi. Tôi không mong gì hết. Tôi chỉ mong con tôi nó khỏe mạnh, nó có một cuộc đời bình thường, nó được bình an, nó có một công việc đàng hoàng, nó có một cuộc sống bình thường. Vậy tại sao ông lại hại nó? Vậy vậy Hồng Phi, nó chính là con của ông. Con là đây là ba của con. Con ông Việt ơi, ông Việt, ông Việt à, ông Việt, từ xưa đến giờ tôi chưa từng gian xin ông điều gì hết. Cũng như cái ngày ông ra đi, tôi cũng không gian xin là ông hãy ở lại. Nhưng mà bây giờ tôi gian xin ông, xin ông trả con lại cho tôi. Một mình ông như vậy là được rồi. Ông sống trong sự cục nhà như vậy là được rồi. Đừng để con mình như vậy, tội nó. Giống như chị Lam đã làm của mẹ. Ông thấy chưa? Ông thấy cái sự bệnh hoạn của ông đã làm con tôi ra nông nỗi này chưa? Con không có bệnh hoạn. Con là chính mình. Nếu mẹ không cho con sống cuộc đời của con thì con sẽ ở đây với chị Lam. Phi, Phi ơi, ở đâu vậy? Nè, mấy người nhốt con tôi hả? Tôi báo chính quyền đó. Bà Bèo kia, bà ăn nói gì kỳ cục hả? Con bà nó không có chịu về với bà, mà bà theo nó, bà đuổi nó, bà lừa ngược ở đây. Tôi báo chính quyền bắt ngược lại bà đó, bà Bèo. Bà nãy giờ bà vô đây bà quậy cái đọt của người ta đó, bà không lo. Ông chị mình vô đi.
Tôi nói cho ông biết, hết ngày hôm nay, nếu con tôi không về với tôi thì ông đừng có trách. Bấy lâu nay tôi luôn nuôi dưỡng đứa con tinh thần mà quên gắt mình còn có một đứa con để yêu thương. Kẻ luôn nghĩ mình bị tổn thương nhưng rốt cuộc lại làm tổn thương rất nhiều kẻ khác. Đúng là nghiệp mà, trời ơi. Ông Việt, ông đã đánh cắp thanh xuân của tôi, đánh cắp luôn hạnh phúc của tôi, và bây giờ ông muốn cướp luôn đứa con duy nhất của cuộc đời tôi. Đời mà có qua thì phải có lại chứ. Đây là đứa con tinh thần của ông chứ gì. Tụi bay đốt sạch. Con sống gì đây?
cờ ra con mây, con mây thì ra thương sao cái phận kiếp tầm vòng quay con số làm vui lòng đời. Trời sinh ra con nghèo lại lạc loài thân trai gái, chỉ có mang đêm mới dám sống thật lòng mình. Tương lai mình mơ không một người chung lối, nên đơn phận buồn lấy tiếng hát làm niềm vui. Ngày ngày xuôi ngược đường bốn ba, nhớ lắm người thân nhưng vẫn ngại về nhà. Phần đời lối thôi như con thuyền không lái, trời đại lớn lên theo sóng đưa không bờ.